Xin chào các bạn nha. Nay mình tiếp tục đi chùa nữa các bạn, đi chùa niệm Phật. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không quay cảnh chùa cho các bạn xem nữa. Mình sẽ quay giường lan trong chùa cho các bạn xem. Chùa này có rất là nhiều lan các bạn. Đây là các đẹp, sau lưng mình là cầu thang lên chánh điện. Thì mình sẽ quay cận cảnh cái giường lan đây. Sau lưng mình là đây giường lan, đường này là lên trên chánh điện trên kia các bạn. Mình sẽ quay giường lan đâu, bữa nay mình không có review nhiều cảnh tượng Phật nữa. Thường thường mình hay quay cảnh tượng Phật, hôm nay mình sẽ quay phong cảnh thôi, quay cảnh lan rồi với mấy cái hồ cá rồi cho các bạn xem thôi. Đây bây giờ mình bắt đầu quay nha. Thì có trái sala nè các bạn. Cái này rất là cứng nha. Cứng hơn dừa khô đó các bạn. Đây mình sẽ quay cái khu vườn lan. Quá trời lan luôn các bạn. Cá. Đây là cho ăn bánh mì. Kia lan bên kia nổ bông quá trời. Chút xíu mình sẽ đi lên cái chuông khổng lồ trên kia. Đây lan gì nữa nè mọi người. Lan là trồng những gốc cây. Cái lan này nhìn nó đang ương, không có bông nhiều. Này có cá mà không thấy nổi lên. Mình qua bên kia mình quay cái ao nó có nhiều rùa lắm. Rùa nổi lên quá trời. Quá trời rùa bự cái mỏ. Đây là đậu rùa nè. Đây. Ừ. Thì rùa nổi được. Rùa nổi được các bạn. Mình đi qua vườn lan các bạn. Đây lan là màu vàng rất đẹp nè. Đây nhiều loại lan lắm. Quá trời lan luôn. Mỗi loại lan có màu khác nhau. Lan đây màu vàng. Đây hơn màu vàng. Thấy cái có bông nó nở phía trong thôi, mình không quay được. Lan là vô hình nhìn đẹp lắm, nhìn từ camera là đẹp lắm. Đây nhiều lan lắm nha các bạn. Ngoài kia cũng có khu vườn lan rất rộng, cái video trước mình đã có quay rồi đó. Ngoài kia là có vườn lan rộng lắm. Đây là bông sala. Sala lúc còn nhỏ nè các bạn. Trái bự hồi nãy mình quay phía bên kia đó. Bông của nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là mặt phía tây của chùa các bạn. Rất là đẹp. Đây, hoa lan nhiều lắm. Thì mình sẽ đi lên cầu thang trên trên kia mình quay xuống cho các bạn xem. Đây là mình nãy mình lên trên cao mình quay xuống rồi các bạn. Đây có ngọn núi giả. Đây rất nhiều lan các bạn. Video hôm nay mình kết thúc tại đây. Các bạn nếu yêu lan, thích ngắm cảnh thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Đây cũng là lan nữa. Lan nhiều quá luôn. Trái sa kê gì? Trái sa la. Không. Cứng như trái dừa khô, gõ cốc cốc. Hành lan nữa nè. Bên kia có vườn lan người ta đang ôm nữa. Chứ mình qua bển mình quay. Mai bằng gỗ. Gỗ đã ghép lại thành cái tượng Phật Di Lặc bự vậy đó. Thì mình nếu qua bên vườn lan bên kia người ta đang ôm lan. Đây là nhà đam các bạn. Có cây con nữa nè. Nhà đam người ta lấy người ta nấu nước uống. Nấu nước mát. Nấu nước đường phèn. Quá trời nhà đam. Cái bụi kia nó bự. Ta cắt từng bè đó. Có cái này ở đâu cũng có nè. Cua luôn. Công ty cho ăn hoài, ăn gỏi cao rau gần cua đó. Có cây sa kê, bên này hết trái. Và quay mấy cây lan. Lan nó có nhiều loại lan đúng không? Mấy trăm mấy ngàn loại thôi. Đây cũng lan, đó cũng lan, nó mà khác nhau hết. Có đường giữa đây chưa? Gốc lan này trồng trong gốc cây nữa. Cây mục. Cây mục thì nó càng phái, ghép đâu ghép. Trên và ép gì đó là buồn. Dạng như ta trồng bằng trong đó đó. Thì nhiều loại lan đó mình không biết nên mình không có nói tầm bậy được. Nó bậy khán giả là nghe được, nó cười chết thì mình không có gành. Nó lan rất là đẹp nha. Nó mấy cây lan bên đó có bông nha mọi người. Mình đã đi lộn ở bển rồi quay cái mấy cây lan đó. Nếu các bạn xem mà hiểu hết lan thì vô comment cái lan gì để cho mình biết. Thật sự mình cũng không rành gì lan lắm đâu. Đây, đây là khu vườn lan luôn các bạn. Lan này có bông nữa các bạn. Các bạn biết lan gì không? Mình với mình không biết luôn á. Cây thật nha các bạn, không phải cây giả đâu. Đây có mấy cây có bông. Nó cũng lan nữa đó các bạn. Nó lan của con Điệp. Video hôm nay mình kết thúc ở đây. Anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nông Dân TV để kênh Nông Dân TV ngày một phát triển.
Cảm ơn các anh em đã theo dõi và luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.